Cuốn sách lật mở khám phá các mùa trong năm có gì đặc biệt? Hệ thống từ vựng gần gũi đa dạng, chủ đề động vật, thực vật, số đếm. Các nhóm từ vựng cùng chủ đề xuất hiện trong mỗi bức tranh, dễ dàng ghi nhớ và liên tưởng. Màu sắc sinh động, hình ảnh ngộ nghĩnh và lời văn gần gũi với các bạn nhỏ. Cuốn sách với gần 40 miếng ghép làm từ bìa dày dặn, cứng cáp, giúp các bạn thoải mái khám phá. Hãy cùng tìm hiểu xem 4 mùa trong năm có gì đặc biệt nhé!